Kính trình tổ nghiệp anh Linh, kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể, quý vị đại biểu khách quý. Lời đầu tiên cho phép cháu được gửi tới quý vị đại biểu khách quý, các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể các thành viên họ An Việt Nam lời chào và lời chúc tốt đẹp nhất. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa quý vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể các thành viên họ An Việt Nam, tôi xin trân trọng được giới thiệu, tôi tên là An Xuân Mười, tên đầy đủ là An Xuân Mười đấy ạ. Vâng, và tên ở trên Facebook là An Xuân Mười Thương. Và vâng ạ, tôi là Phó Chủ tịch Hội đồng An Tộc của họ An ở Đại Hưng, Khoái Châu, Hưng Yên. Thế thì hôm nay cũng xin được báo cáo với cả các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể các thành viên họ An Việt Nam là rất vinh dự cho chúng tôi hôm nay có mặt ở đây để dự lễ của họ An ở Đa Quang. Và tôi nghĩ rằng đây là một điều mà rất là mong muốn, ai cũng muốn được có mặt ở đây, nhưng không phải ai cũng được cử đến đây đâu ạ, và không phải ai cũng có vinh dự được đến đây. Và nhân cái buổi ngày hôm nay thì tôi có một ý kiến nho nhỏ xin được trao đổi với ban tổ chức cũng như là với tất cả các thành viên, các họ An của các địa phương trên toàn quốc. Thì tất nhiên là mỗi một ngày giỗ, một cái công việc của dòng họ An Việt Nam cũng như là của các dòng họ thì ai cũng mong muốn là nó sẽ phải thành công và thành công tốt đẹp. Thì để chủ động cho ban tổ chức thì tôi nghĩ rằng là chúng ta có Zalo và Facebook, thì chúng ta sẽ phải chủ động liên lạc. Ví dụ như là ban tổ chức đã có lời mời rồi thì các dòng họ lên có hồi âm lại. Ví dụ như là chúng ta hôm đấy sẽ dự định là về bao nhiêu người chẳng hạn, mình có một cái khoảng đó để mình gửi đến ban tổ chức, để ban tổ chức người ta có một cái tinh thần chuẩn bị tốt nhất. Để nói một cách nôm na là để ban tổ chức sẽ không bị động và các công việc nó sẽ thành công tốt đẹp hơn. Thế thì đấy là một cái ý kiến nhỏ. Và sau đây thì cũng xin một cái ý kiến của họ An Đại Hưng nào. Căn cứ cái tình hình thực tiễn cũng như là sự đề nghị của các thành viên, thế thì họ An ở Đại Hưng, Khoái Châu, Hưng Yên là chuyển ngày giỗ tổ từ ngày mùng 6 và âm lịch hàng năm thì là chuyển vào ngày mùng 4 âm lịch hàng năm để con cháu được đến dâng hương đông đủ hơn. Thế thì nếu không có gì thay đổi thì sau ngày 24 âm lịch này thì họ An Đại Hưng, Khoái Châu sẽ gửi lời mời đến các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể các dòng họ An trên mọi miền của Tổ quốc, trên trang của họ An Việt Nam cũng như là trang Facebook làm họ An Việt Nam và trang Zalo của An Tộc Việt Nam. Thì xin trân trọng kính mời các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể quý vị đại biểu khách quý sẽ đến dâng hương tại nhà thờ họ An ở Đại Hưng, Khoái Châu, Hưng Yên. Và lời cuối không biết nói gì hơn, năm mới sắp đến rồi, xin gửi đến các cụ, các ông, các bà, quý vị đại biểu khách quý, một năm mới an khang, thịnh vượng. Xin trân trọng cảm ơn.